Vâng, chào anh Duy Nguyễn, chào anh Trịnh Bùi. Vâng, trong trận đấu đầu tiên này thì bên mình là cầm Katha, một nền đất là xanh mượt. Vâng, chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh YouTube của AOL Hà Nam. Vâng, như vậy là đang game thủ Hoàng Mai Nhi của chúng ta đang có được một bầy hiếu năm rất gần thôi. Và anh sẽ đá về nhà chính càng sớm. Vâng, chào bạn Hiếu Tạ, mình là bình luận viên về mặt của VEC TV. Vâng, một cái gỗ 75 rất gần. Một này rất là xanh mượt. Vâng, như vậy là có hai bầy hiếu trong trận đấu này. Vâng, báo về là ba bầy hiếu. Báo về là ba bầy hiếu rồi. Vâng, tôi rất thích xem Hoàng Mai Nhi solo. Thì Hoàng ở Hoàng Mai Nhi có một thực sự rằng một cái sự tỉ mẩn và sự chắc chắn đến từ người cầm chủ lực, đến từ một con người có thể nói rằng rất điềm đạm, điềm tĩnh. Pha xử lý nó không quá cưng, quá là nhanh, nhưng quan trọng là độ chính xác và độ chuẩn xác nó thực sự là rất là mắc mình. Vâng, một trận đấu mà có tới 3 bầy hiêu. Vâng, dường như cái bảng quân đang che mất bản đồ, rồi sẽ kéo lại một chút. Anh em tôi hỏi là tiếng game và tiếng mic có ổn không nhỉ? Tỷ lệ giữa tiếng game và tiếng mic có ổn không? Vâng, như vậy là có vòi ở phía ngoài dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Trận đấu này đánh với 25 dân rồi. Trận đấu có rất tới 3 bầy hiêu. Vâng, một bầy hiêu đầu tiên, bầy hiêu 5 về nhà chính. Thêm một voi nữa ở phía ngoài. Và bây giờ thì game thủ Hoàng Mai Nhi đang đưa con voi này về. Một trận đấu mà đầu đầu về là hiêu 5 và một con voi. Tiếng game hơi nhỏ. Vâng, sẽ tăng tiếng game lên một chút dành cho anh em. Ok chưa anh em nhờ? Vâng, Moon thì không. Không, Moon thì vẫn là hoạt động và sinh hoạt làm việc trong team AOE Hà Nội. Moon bây giờ lên sale rồi, không thể chuyển được. Trận đấu này là một trận đấu mà bài vở tính đồ là đủ, nhưng không đẹp dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Bài vở bình thường thôi. Vâng, những cái bầy hiệu đều ở cạnh rừng, nhưng đây là một trận đấu cầm Katha. Và rừng không phải là một vấn đề gì đấy quá quan trọng, chỉ cần đủ gỗ để lên đời và đóng đủ nhà điều kiện ra ruộng thì là ok rồi. Vâng, như vậy là game thủ Hoàng Mai Nhi đang đẩy dân lên. Đây sẽ là một chiếc bet nhân đôi. Nhưng với phong cách của Hoàng Mai Nhi, tôi nghĩ rằng có lẽ rằng anh sẽ vẫn làm một cái bet mới để ăn vàng. Có bãi quả luôn, tươi. Dâng L sau đấy làm một cái BG để ăn bãi quả luôn thì là mắc binh dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Anh đang cơ cấu và căn kè thực gỗ của mình. Thực đang dồn lên là ok và gỗ cũng vậy. Mọi thứ vẫn đang diễn ra khá nuột trong trận đấu đầu tiên. Mặc dù đây không phải là bài quá đẹp, nhưng game thủ Hoàng Mai Nhi vẫn đang kích trong đầu 10 BM. Vâng, tầm khoảng 15x đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi trong trận đấu này. Vâng, 15-2. Không, em không phải là bình luận viên Linda nhưng anh nhá. Bình luận viên Linda thì chiều nay dường như là bình luận kèo 4-4. Và Hà Nội đã giành chiến thắng 3-2 về C thì phải, trước game TV. Và các anh đang đi ăn mừng rồi, ăn mừng chiến thắng trước game TV ngày hôm nay rồi. Nếu như một thông tin tôi nhận được là chính xác thì ngày mai thì có kèo thi đấu giữa team AOE Hà Nội và một team nữa. Anh em đợi tôi một chút, tôi kiểm tra lại xem team nào. Vâng, ban ngày 11:30. 1:30.
Vâng, chuẩn là 11 giờ mà 13 giờ ngày mai đánh với Thái Bình. Vâng, đội hình ra quân dự kiến của Hà Nội gồm có về lớp Cam Quýt, Xi Măng và Thứ. Bên kia thì gồm có Hồng Anh, Trí Mạnh, Công và U97. Nếu như không có gì thay đổi thì kèo ngày mai sẽ có phụ cho anh em là kèo đấy. Lượng tài nguyên của Nguyễn Thu Hoàng và Nhi đang là khỏe. Và đây sẽ là một nhà quân tiếp theo. Và là nhà gì? Katha là một loại quân có cùng A một áo, có P, có Y tuyển 150 máu. Và như vậy là game thủ Hoàng Văn Nhi quyết định công một nhà P lên phía trên. Một con ngựa giò công giáp đầy đủ đang ăn được khá nhiều dân của game thủ Hưng Nhổn. Vâng, Hưng Nhổn trận đấu này cũng là bài mà đi giò rất rộng. Ở phía này có những cái BS ăn gỗ, nhưng lên tận tới hướng trước mặt phía 9 giờ để khai thác một bãi quả đến từ game thủ Hoàng Văn Nhi. Đến từ game thủ Hưng Nhổn. Bắt đầu bò bế bãi gỗ của mình. Và bây giờ thì chuẩn bị ăn ngay một con tê vào mồm. Một lờ đều bánh xe, một p. Vâng, đánh bách hóa tổng hợp dành cho game thủ Hoàng Văn Nhi. Xin tê. Vâng, bây giờ thì con tê kẹp cùng con p. Nếu như con tê bị lạc đà chém, lạc đà của Babylon lao vào chém thì gặp ngay con p, và con p sẽ phù chết con lạc đà đấy của đối phương. Mặc định bãi gỗ này sẽ fit. Lạc đà cộng tê cộng p, quá chắc bài. Vâng, như vậy là Hoàng Mai Nhi anh sẽ đẩy dân lên để ăn bãi quả. Vâng, chạy thôi chứ biết làm gì. Bánh xe đã có rất sớm. Babylon cũng là loại quân bánh có phù thủy rất tuyển. Một loại trong những phù thủy hồi tốc độ mana là nhanh hơn loại phù bình thường với tốc độ là 30%. 2T, 3T rồi. Vâng, Babylon đang ra dân. Sọc đơn có đến từ Babylon. Hà Nam thì anh em yên tâm, chắc chắn rằng sẽ có kênh riêng, chắc chắn rằng sẽ có trang chủ riêng. Anh em yên tâm, nhưng tạm thời thì trang đang trong quá trình xây dựng và ổn định đã. Mất hai con về. Hưng Nhổn chúng ta đã quá quen với những bài phù lộc rồi. Một pha phá e đẩy lạc đà ra, và như vậy là con lạc đà của game thủ. Vâng, game con lạc đà của game thủ Hoàng Mai Nhi đang tràn được vào trong bãi vàng, và những con phù thủy của game thủ Hưng Nhổn đang nằm xuống. Tôi không hiểu lắm một cái pha phá một cái móng nhà về. Vâng, một pha đó là pha phá nhà về để đẩy lạc đà ra, không chém xuyên được. Một L vẫn đang ra đều. Vâng, có lẽ lên đánh chậm lại với cái lượng lạc đà phù được đến từ game thủ Hưng Nhổn là hơi nhiều. Cần thiết để hồi máu lại cho con lạc đà của mình. Vâng, lấy con lạc đà ít máu lao vào để dụ những con lạc đà đầy máu ra ngoài để phù. Cẩn thận. Vâng, chuyển cung A hay không? Hay làm gì? Có lẽ chuyển cung A bài này cũng là tự sát. Bài này bài trâu lạc đà ra. Phù rất lộc kìa. Hơi vẫy phát là được. Tởm. Bãi quả đang bị chém thì phải anh ơi. Vâng, Babylon phù rất tuyệt. Hưng Nhổn vẫn đang rất đỏ tên phù của mình. Không, chắc chắn sẽ có kênh trang chủ riêng cho anh em. Không chỉ mình YouTube, chắc chắn sẽ có trang chủ đang trong quá trình xây dựng, anh em yên tâm đi. Vâng, ngày hôm nay thì tôi sẽ phục vụ anh em cùng với một bình luận viên mới. Nhã. Vâng, bình luận viên mang tên là Nhã, một cái tên rất là nhẹ nhàng. Tôi nghĩ hy vọng rằng anh em sẽ chào đón và ủng hộ anh em rất nhiệt tình. Có lẽ trận sau thì tôi sẽ để Nhã bình luận, chúng tôi sẽ bình luận xen kẽ. Xem à, ok.